Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 12 năm 2021 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em lại cập bến mới rất là nhiều những cái dòng hàng kg đẹp và rất nhiều những cái mặt hàng lan thuần đáng để sưu tầm, hàng đang chuẩn bị nụ hoa, chơi hoa xuân hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số nơi thuộc tỉnh phía Nam để đảm bảo hành trình cho cái đơn hàng thì bên em có thể là sẽ chuyển phát nhanh, thì cái hàng có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 10 cho đến 20.000 cho một đơn hàng nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng lan hoàng thảo vạch đỏ. Một trong những cái dòng lan mà với những cái bông hoa to, thơm và rất là độc đáo. Một cái dòng lan này thì được hiện tại thì được đang liệt vào top là những cây lan thuộc dòng lan quý hiếm trong top sách đỏ đấy ạ. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Dòng lan hoàng thảo vạch đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu là xuống lá dần để chuẩn bị chờ hoa. Và sang bên này đây là cái dòng lan hoàng thảo kèn. Một cái dòng lan mà bất kỳ cứ một người chơi lan nào cũng đều muốn chinh phục, muốn được thưởng thức cái dòng lan hoàng thảo kèn này. Với những cái sắc bông hoa cực kỳ là tím lịm luôn. Và hoàng thảo kèn, kèn thì thời điểm bây giờ nó đang bắt đầu là sưng nụ thôi cô chú anh chị này. Bắt đầu sưng nụ thôi. Một số cây thì đã, một số cây đang bắt đầu là nhú nụ như thế này, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Đây là cái thời điểm quá là tuyệt vời. Em nghĩ rằng cái hàng này ấy, thì về những nơi ấm áp thì chắc là sẽ nở sổ hoa đúng cái thời điểm Tết đấy. Còn ở cái phía miền Bắc lạnh của bọn em thì chắc là nó sẽ nở sau một chút xíu. Hoàng thảo kèn bình thường nó sẽ nở hoa thời điểm Tết ạ. Em bán với giá là 500.000 cho 1 kg. Và đây là cái thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để cô chú anh chị chơi một mùa hoa trọn vẹn, cũng như là cái mùa cơ hội để cô chú anh chị trồng thuần là cao nhất. Là cái thời gian để cô chú anh chị trồng thuần cao nhất nhá. Đấy, không phải là tự dưng mà bên em lại bán kèn vào những cái thời điểm như thế này đâu ạ. Bởi vì nó là một cái dòng mà hoa đẹp và cũng khá là khó tính. Nên là bọn em để đảm bảo hàng cây giống cho cô chú anh chị nhất thì bọn em thường bán vào những cái tầm này. Thưởng thức hoa cũng là cái cơ hội để mà cô chú anh chị thuần cao nhất ạ. Sang bên này là dòng lan hài dâu xanh, một trong những cái dòng lan hài có những cái có hình dáng chiếc hài và có những hình dâu rất dài, rất là độc đáo đấy ạ. Hài dâu xanh 100.000 cho 1 kg. Sang bên này đây là cái lô gà dẹt, phải nói là vô cùng là xuất sắc. Gà dẹt này thì em nghĩ rằng nó sẽ sổ hoa đúng vào thời điểm Tết. Bởi vì bây giờ hiện tại là một số cây đang bắt đầu là nhú nụ như này rồi. Hoa của gà dẹt thì cực kỳ là bền cô chú anh chị nhé. Và tầm mùa gà dẹt cái thời điểm mà đang mùa nụ như thế này thì giá phải nói là rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì cái lô này, nên là bình thường thì lâu lắm em cũng không dám lấy gà dẹt về bán bởi vì giá nó quá là cao. Nhưng cái lô này thì lô cửa rừng, nên là em nhập được cái giá phải chăng thì bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 180.000 nhé cô chú anh chị nhé. 180.000 cho 1 kg lô gà dẹt này. Và qua cái lô này đi thì không biết là đến khi nào mới được cái lô hàng đẹp mà giá vừa phải như thế này ạ. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm ạ. Và bên này đây là những cây dáng hương đuôi sắc này cô chú anh chị này. Dáng hương đuôi sắc, hàng cây lá xếp thân tím. Cô chú anh chị ghép bây giờ thì sang xuân mình sẽ được ngắm những cái bông hoa đuôi sắc tím lịm luôn đấy ạ. Đuôi sắc em bán 120.000 cho 1 kg. Hoàng thảo lụa vàng, hiện tại cây đang bắt đầu lên mầm như thế này cô chú anh chị này. Đó, lụa vàng em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Cũng là thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị sưu tầm những cây lụa vàng nhé. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo phần này giúp em. Đây ạ. Một phần như thế này nhá, đủ cô chú anh chị làm một giò cực xinh luôn rồi ạ. Em bán với giá là 60.000 cho một lô như thế này. Và bên này thì em còn có một cái lô hoàng thảo ý ngọc này. Chỗ này đủ cô chú anh chị làm một giò to đùng luôn. Lẫn với cả một ít cái hoàng thảo mộ cái gì nhỉ? Đây là cái gì? Hoàng thảo thập hoa. Em bán cái lô này với giá là 70.000 cho lô hoàng thảo ý ngọc này.
Và bên này thì em có hai cái lô long tu đá hoa tím này. Mỗi một lô như vậy thì cô chú anh chị ghép được một chậu rất là đẹp rồi đấy ạ. Và em bán một lô như thế này với giá là 50.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. 50.000 cho một lô long tu đá hoa tím, hoa cánh sáp bóng rất là đẹp luôn. Đó, 50.000 cho một lô ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái. Đai châu Thái hàng Bắc trụ tại Việt Nam. Và hàng này thì đảm bảo 100% là sang Tết tới này cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa. Hiện tại nụ đang đều tăm tắp và rất là vừa tầm như thế này. Mỗi một cây thì khoảng tầm 2-3 nụ trở lên ạ. 2-3 nụ trở lên cô chú anh chị nhìn cái dàn nụ của nó. Cực kỳ là thích luôn. Đấy ạ. Những cái dàn nụ vô cùng là mê luôn như thế này. Nụ rất là đều. Đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa Tết tuyệt vời nhất. Và đai châu Thái hàng Bắc trụ này. Sắc màu, nhiều sắc màu không phân màu. Em bán với giá là 380.000 cho 1 kg. Và 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 6 cây. 4 cho đến 6 cây trên 1 kg. Đấy, cô chú anh chị lấy 1 kg thôi thì được 4 đến 6 cây rồi. Tức là có thể được rất là nhiều. Hoặc là một cái trụ châu tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết này nhá. Đấy, hàng cây thì có lỗi lá nhẹ. Còn nếu như mà cô chú anh chị muốn chơi hoa một cách trọn vẹn, cũng như là hàng thân lá đẹp nhất và hàng chuẩn màu sắc, thì cô chú anh chị hãy lấy những cái cây đai châu này giúp em. Hàng trồng thuần của Việt Nam. Hàng cây lá mít. Và mỗi một cây như vậy thì rơi vào 4 cặp lá trở lên. Cô chú anh chị có thể nhìn giúp em. Hàng cây lá mít rất là đẹp. Và cây cũng đang nhú nụ. Tất cả những cây này thì cũng đều đang nhú nụ ạ. Và em bán một chậu như thế này với giá là 210.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Ở đây thì em sẽ có các cái màu, đó là màu bò sữa, màu cam, màu đỏ đốm và màu trắng ạ. Màu cam, màu đỏ đốm, màu bò sữa và màu trắng của chú anh chị nhé. Đều là những cái màu mà rất là đáng sưu tầm. Hàng cây lá mít luôn như vậy luôn. Đó, một sự cái kết hợp hoàn hảo nhất giữa sắc đẹp của thân lá và hoa. Cây rất là đẹp của chú anh chị này. Và bên này đây thì em còn có những cái cây đai châu Thái. Mỗi một chậu như vậy thì sẽ có khoảng tầm 2 cây. Sẽ có 2 cây. Và nó đều đang nụ này cô chú anh chị này. Đều đang nụ rất là xinh luôn như thế này. Đó, một chậu 2 cây và đều đang nụ đẹp như thế này ạ. Và một chậu 2 cây như vậy em bán với giá là 150.000 nhá. 150.000 cho một chậu 2 cây. Đây là hàng mà em nhập trực tiếp ở Thái về. Đó, cây cũng đang nụ chuẩn hoa Tết như thế này. Hoặc là bên này thì em cũng có những cái chậu cây đơn. Một chậu cây đơn như vậy thì thân tím lịm luôn này cô chú anh chị này. Đấy, hoa của nó thì không biết là như thế nào, thân tím như thế này. Đấy, một chậu như vậy, hàng cây đơn như thế này thì em cũng bán với giá là 150.000 nhá. Cô chú anh chị muốn lấy loại nào thì cũng báo em. Và hàng này thì nhập trực tiếp ở bên Thái về. Còn hàng Việt Nam thì em bán là 201, hàng chuẩn hoa. Còn bên này đây sẽ là một cái lô trúc Phật Bà. Hoàng thảo trúc Phật Bà để cô chú anh chị về được thưởng thức hoa Tết này. Cái dòng hàng phải nói là từ cái thân lá của nó, từ cái thân của nó thôi ạ, đã tỏa ra cái mùi hương ngai ngái vô cùng là tuyệt vời. Một cái dòng hàng mang tính tâm linh và nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Hàng này thì là đã trồng thuần sẵn trong cốc như thế này rồi cô chú anh chị này. Một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 hoặc là 3 thân hoa. Và cây thì đều đang nụ, chỉ cần một nhánh nở thôi là cũng đã đủ mê rồi cô chú anh chị ạ. Cũng đã đủ đẹp rồi, hoa rất là bền. Đặc biệt là nó mang cái ý nghĩa tâm linh vô cùng là tuyệt vời nữa. Nếu như chậu nào mà có 3 thân thì nó sẽ ngắn nhá. Chậu nào thì có 2 thân thì nó sẽ dài hơn ạ. Và em bán hàng này sẽ chuẩn hoa Tết. Em sẽ bán với giá là 110.000 cho một chậu thôi ạ. 110.000 cho một chậu thôi. Và những cái chậu như thế này khi mà nở hoa, cô chú anh chị trưng trong phòng khách thì phải nói là nó có một cái ý nghĩa vô cùng là tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị. Đó. Một nhánh nở thôi là cũng đã đủ rất là mê rồi. Cô chú anh chị về sang một cái chậu khác, đến lúc mà nó nở thì cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ là trang nhã và đẹp luôn đấy ạ. 110.000 cho một chậu Hoàng thảo trúc Phật Bà, hàng đang nụ, chuẩn hoa Tết, khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân. 3 thân thì ngắn mà 2 thân thì dài hơn nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em vẫn có những cái chậu Dendro, những cái chậu dòng vũ nữ chứ. Dòng vũ nữ này thì hoa nó sẽ nở quanh năm. Và trước mặt cô chú anh chị đây là những cái cây vũ nữ mà cô chú anh chị thấy là hoa rất là rực rỡ. Đó là cái dòng lan vũ nữ hoa anh đào nhá. Hoa thì phải nói là rất là bền mà cái mùi hương của nó thì vô cùng quyến rũ luôn. Cô chú anh chị có thể xem những bông hoa của nó to, dày bông và rất là đẹp như thế này. Và một chậu vũ nữ hoa anh đào như vậy để cô chú anh chị thưởng thức hoa nhá. Độ bền của nó phải trên 1 tháng ạ. Để một cần hoa nở như thế này thôi cũng đã rất là xinh rồi.
Đó, đặc biệt là nếu như cô chú anh chị để trưng trong phòng khách ấy, thì nhìn nó sẽ sáng sủa hẳn lên ạ. Em bán một chậu vũ nữ hoa anh đào như thế này với giá là 150.000 cho một chậu. Hàng này thì nó có thể hàng hiện tại là một chậu là một nụ nhá, rơi vào khoảng tầm 3 giả hành trở lên. Đó. 3 giả hành và đều đang có nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa lại Tết này. Và bên này sẽ là những cái chậu ngọc nữ. Ngọc nữ thì hương thơm thì thôi rồi ạ. Những cái bông hoa sắc tím hồng rất là xinh. Đó, sắc tím hồng rất là xinh. Và dòng ngọc nữ này thì điều đặc biệt đó là nó rất là sai bông. Một chậu ngọc nữ như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3-4 giả hành trở lên và rất là nhiều nụ. Rất là nhiều nụ luôn, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3-4 nụ. Em bán một chậu ngọc nữ như vậy cũng với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một chậu ngọc nữ. Và cái dòng này thì đặc biệt là hoa rất là hương, rất là ngọt ngào. Cái dòng ngọc nữ này này. Sang bên này đây là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Chậu kiều vuông cánh trắng này thì hiện tại là một số cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi. Một số thân là đã bắt đầu sưng mắt nụ rồi ạ. Một chậu như vậy đảm bảo cô chú anh chị có một giò lan chơi Tết, chơi xuân vô cùng là đẹp luôn. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ có 180 thôi ạ. 180.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là những cái chậu sơn thủy tiên rất là khủng bố. Cái chậu sơn thủy tiên đây ạ. Chậu nào chậu đấy rất là to như thế này. Nhổ ra thì phải hơn một cân cô chú anh chị ạ. Một chậu như thế là nhổ ra phải hơn một cân. Cây thì cực kỳ là căng đẹp. Ngắm thân lá không đã đủ mê rồi ạ. Và một chậu sơn thủy tiên như vậy với giá chỉ có 240 cho một chậu nhá. 240 cho một chậu sơn thủy tiên thôi. Cô chú anh chị mua hàng cân về ghép. Với cái số tiền đấy không bao giờ được một cái chậu đẹp như thế này. Về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ hoa một mùa hoa rực rỡ ở mùa xuân tới này thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân. Những cái cốc đen đô xuân không biết là hiện tại hàng bên Trung Quốc đã có ai mang về bán không? Không ạ. Chưa ạ thì em cũng không biết, nhưng mà riêng hàng Trung Quốc hiện tại thì nhiều nơi chào hàng em cũng không dám nhập. Bởi vì giá của nó rất là đắt đỏ cô chú anh chị ạ. Một hai thân thôi, hai thân thôi chào giá xỉ lên đến 150. Đấy, còn hàng này là hàng của Việt Nam mình cô chú anh chị này. Một chậu như vậy phải rơi vào 5-6 thân trở lên ạ. Xanh luôn, chơi hoa xong rồi mình để làm giống luôn. Đấy, rất là đẹp như vậy. Em bán một chậu như thế này chỉ với giá có 190.000 cô chú anh chị nhé. 190.000 cho một cái chậu đen đô xuân rất là đẹp như thế này. Và bên này đây vẫn là những cái cốc hiên nga hàng cây giống ạ. Và mỗi một cốc hiên nga hàng cây giống hàng chuẩn mặt bông cô chú anh chị mình nhé. Và thời điểm bây giờ thì đang là cái thời điểm đẹp nhất để cô chú anh chị trồng những cái cây thiên nga này. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy này, mầm nó đang lên như thế này cô chú anh chị này. Hàng thì hoàn toàn đã rụng hết lá và mầm đang lên cô chú anh chị nhé. Ở đây mỗi chậu thiên nga như thế này thì em chỉ bán với giá có 40.000 thôi. 40.000 cho một chậu thiên nga, hàng giá rẻ mà chuẩn cây giống nhé. Là những cái cây thiên nga đáng sưu tầm ạ. Ở đây thì cô chú anh chị đang nhìn ở đây đó chính là những cây thiên nga đen, hay người ta còn gọi là ngọc trai đen. Và hàng này thì bình thường cô chú anh chị có thể thấy là người ta bán trên thị trường khi mà những cây đang hoa đang nụ có thể lên đến 500-600 cho một cây ạ, thiên nga đen ạ. Và bên này sẽ là dòng thiên nga vàng này. Thiên nga vàng em cũng bán với giá là 40.000 cho một chậu nhé. Và bên này sẽ là thiên nga màu đỏ đốm. Thiên nga màu đỏ đốm cũng 40.000 ạ. Và thiên nga bên này sẽ là thiên nga đỏ này. Đó. Thì hàng cô chú anh chị nhìn thấy là ngay từ cái thân lá của nó thì nó đã có sự khác biệt như thế này rồi. Hàng bán chỉ mỗi 40.000 cho một cốc thôi, nhưng mà hàng chuẩn mặt đông cho cô chú anh chị mình. Với số tiền là 160.000 cô chú anh chị sở hữu ngay 4 cây thiên nga cho bộ sưu tập những cây lan của sân vườn nhà mình ạ. Và sang bên này đây ạ là những cái chậu địa lan Sato mà hàng hôm nay bên em vừa về. Hiện tại thì chỉ còn có một tháng nữa thôi là đến Tết rồi này cô chú anh chị này. Sắm cho mình những cái chậu địa lan Sato vô cùng là rực rỡ này để thưởng thức hoa Tết đi ạ. Ở đây thì hôm nay em có hai cái màu địa lan Sato đáng chơi, đáng sưu tầm nhất. Đó là dòng lan Sato với màu đỏ rượu vang. Đấy, màu đỏ tượng trưng cho sự ấm áp, may mắn, màu đỏ rực rỡ như thế này cô chú anh chị nhé. Một cái chậu như vậy mà để trong phòng khách thì quá là rực rỡ luôn. Và cái chậu địa lan Sato màu vàng mít ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy này, vàng mít rất là sáng luôn. Đó. Và một cái chậu địa lan Sato như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 6 cần hoa. Ít nhất là 6 cần hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, hiện tại thì đang có một số cái bông nó đang bắt đầu là hé nở như thế này. Và cái hàng này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị chơi Tết thì sau Tết cô chú anh chị vẫn còn chơi được khoảng tầm 1-2 tháng nữa luôn. Cái dòng địa lan Sato này này. Và em bán hàng của ngày hôm nay với giá chỉ có
Màu đỏ em bán là 420.000 cho một chậu. Còn màu vàng xin phép được bán với giá là 400.000 cho một chậu. Rơi vào cái nụ rất là khỏe, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Nụ to và rất là khỏe luôn. Chỉ cần hàng này thì tầm chuẩn, rất là chuẩn Tết luôn rồi ạ. Và em nghĩ rằng là dám khẳng định cô chú anh chị là giá cạnh tranh hơn bất cứ một cái shop hoa lan nào. Với cái giá tiền là chỉ có 420 cho một chậu ở địa lan Sato đẹp, đỏ đẹp, và một cái 400.000 cho một cái chậu vàng mít như thế này. Rơi vào ít nhất là 6 cần hoa cô chú anh chị này. Đó, đây ạ, đây có một bông nở thôi rất là đẹp như thế này. Đây này cô chú anh chị nhìn này. Đấy. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Màu đỏ quá là đẹp luôn. Đỏ rất là sáng. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan gọi là ưng ý nhất. Và đặc biệt là hôm nay em có những phần kiều tím và những cái phần hoàng thảo xoắn cô chú anh chị nhé. Kiều tím và xoắn thì thời điểm bây giờ nó đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi, nên là giá phải nói là rất là đắt đỏ luôn, rất là đắt đỏ luôn cô chú anh chị ạ. Xoắn thì hoa của nó to và rất là bền hoa. Hoàng thảo xoắn này cô chú anh chị này, cái rề hoàng thảo xoắn này em gọi là hình số 1 ạ. Với giá em bán là 180.000 này. Hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ rồi. Hình số 2 là hai rề rất là xinh, xanh mướt luôn như thế này. Và hình số 2 em bán với giá là 160.000 cho hình số 2. Và hình số 3, hàng này thì hai rề ngắn thôi cô chú anh chị nhé, rất là xanh tươi luôn. Và hình số 3 này, hình số 3 cũng là hai rề. Hai rề ở hình số 3 này em bán với giá là 140.000 cho hai rề hình số 3. Hình số 4 em xin phép được bán với giá là 180.000 ạ. Và sang bên này sẽ là những cái phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Nói chung là cứ hàng đến cái tầm mà nó chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa thì dòng kiều với cả xoắn thì em thấy giá rất là cao. Cái hình xoắn số 5, hình kiều số 5 ạ, một cái lô kiều thân ngắn. Nó ngắn hàng giống thôi ạ, một cái lô kiều rất là nhiều như vậy. Em bán cái hình này với giá là 140.000 này. Tiếp theo là hình kiều số 6. Cái lô này thì thân nó dài và to mập. Dài hơn to và rất là mập nhá. Hai rề kiều ạ. Hình này em bán với giá là 220. Và tiếp theo là hình kiều số 7 này. Hình kiều số 7 đây, nó cũng là hai rề rất là đẹp như thế này. Hai rề bắp rất là đẹp. Hình kiều này em bán cũng với giá là 220.000. Và tiếp theo là hình kiều số 8. Hình số 8 này. Số 8 này là chỗ có 3 rề cô chú anh chị ạ. Em bán 180.000 cho hình số 8. Và hình số 9, hai rề rất là đẹp luôn. Đó, hai rề rất là đẹp này. Hình này em cũng bán với giá là 180.000 nhá. Và tiếp theo là cái hình số 10. Số 10 này cũng là một cái lô kiều thân khá là ngắn. Cái hình số 10 này thì em bán với giá là 150.000 này. Và hình kiều số 11 ạ. Kiều số 11 ở đây là nó có 3 rề cô chú anh chị này. Chỗ này có 3 rề, một cái rề bên kia bên này rất là xinh luôn. Rề kiều rất là xinh. Cái rề kiều, lô kiều này em bán là 170.000 này. Tiếp theo là hình kiều số 12. Lô kiều số 12 này cũng là 3 rề ạ. 3 rề cô chú anh chị là một giò tròn rất là đẹp luôn, bởi vì thân nó lùn và là khá là đều. Và cái lô kiều này này em xin phép cũng được bán với giá là 170.000 ạ. Mà tiếp theo là cái hình kiều số 13, cái lô kiều số 13 này. Cái lô kiều này em xin phép được bán với giá là 180.000 nhá. Và bên này sẽ là một cái lô dề gà dẹt. Dề gà dẹt đang chi chít là nụ. Rất nhiều cái thân hoa, rất nhiều thân xanh lá như thế này cô chú anh chị này. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời ở mùa xuân này luôn. Cô chú anh chị nhìn ạ. Dề gà dẹt quá là đẹp như thế này. Một cái dề gà dẹt rất là to và đang nụ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Và cái dề gà dẹt này em xin phép được bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhá. 280.000 cho cái hình số 14 ạ. Hình số 15 ạ. 15 đây cũng là một dề rất là đẹp luôn, đang nụ này. Đúng. Gà dẹt đang nụ nhá. Này được một cái tác phẩm đẹp luôn, cái dề này này. Dề này em xin phép được bán với giá là cái lô này này. Em xin phép được bán với giá là 180.000. Tiếp theo là hình số 16. Trời ơi. Đây, thân dài mà nụ rất là xinh. Đang nụ này. Đang sưng nụ, đang nhú nụ. Cái dề này em bán với giá là 180.000. Và tiếp theo là hình số 17.
hai dề tròn vo rất là xinh này, 140.000 ạ. Và hình số 18 cũng là 140.000 cho hai dề này. Cô chú anh chị làm được hai chậu xinh luôn. Và bên này sẽ là những cái hình hoàng nhạn. Hoàng nhạn đây là hàng hoàng nhạn thuần này. Cái giò hoàng nhạn thuần số 19 này em bán với giá là 150.000 cho ba cây nhạn này. Đây là hoàng nhạn nhé, không phải là hồng nhạn đâu cô chú anh chị nhé. Và em bán rẻ thì là nó là hồng nhạn đâu ạ. Và bên này sẽ là hình số 20. Hình 20 này thì em cũng bán với giá là 150.000 này, có ba cây nhạn. Ba cây nhạn hơi dập lá ở cây giữa. Và tiếp theo là cái hình số 22. Hình số 22 này nó em có hai cái khúc nhạn. Hai khúc nhạn này em bán với giá là 150.000. Nó hơi dập lá một chút xíu của chú anh chị ạ. Và tiếp theo là hình số 23 cũng là hai khúc nhạn. Hai khúc nhạn này có bốn cây luôn. Em bán hình này với giá là 180.000. Và hình tiếp theo, hình số 24 em bán 180.000, cái hình này có bốn cây nhạn. Hình số 25 với giá cũng 180.000 ba cây nhạn này. Và bên này sẽ là những cái hình châu Thái. Châu Thái thì như bên kia, cô chú anh chị có thể chọn hàng theo cân cũng được. Nụ rất là đẹp luôn, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cũng được nhé. Hình 26 này, em có 3 cây châu, mỗi một cây ít nhất là 2 nụ để cô chú anh chị thưởng thức. Hoa tới này, đây, 2 cây châu. 3 cây châu ạ, đang nhú nụ. Và 3 cây châu này, em xin phép được bán với giá chỉ có 270.000 cho 3 cây châu này ạ. Và hình số 27 ạ, 3 cây châu tuyệt vời luôn. Cây 2, 3 nụ, như cây này 3 nụ luôn này cô chú anh chị này. Cây 1 này, cây 2 này, lá rất là đẹp. Là nhiều lá đẹp. Và cây số 3 đây, cái hình này em bán với giá là 300.000. Cây bên dưới hơi lỗi một chút xíu. Và tiếp theo là hình số 28, chỗ này có 2 cây. Hình này có 2 cây, em bán với giá là 210.000. Như cây này là có 3 nụ này. Cây bên dưới này cũng 2, 3 nụ gì đó, 210.000. Tiếp theo là hình số 29, cũng là 3 cây ạ. 3 cây này, cô chú anh chị này. Đấy, 3 cây nụ đẹp, rất là đẹp. 3 cây, mỗi cây đều đang 1-2 nụ hết. Và cái hình này em bán với giá là 290.000. Và tiếp theo là hình số 10. Số 10 này là một cây dập lá. Cây to nhưng mà dập lá, nó cũng rất là nhiều nụ. Cái cây này em sẽ bán với giá là 150.000 cho hình 30. Bên này sẽ là hai cái hình cẩm báo. Hình cẩm báo thì cái chỗ lô cẩm báo này, lô cẩm báo này em gọi là lô 31. Nó có tổng tất cả là 13 cây ạ. Em bán với giá chỉ 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Giá của cẩm báo cô chú anh chị mà lấy hàng thuần cũng rất là đắt. Mà cẩm báo thì nó rất là dễ thuần thôi ạ. Tiếp theo ạ, là hình số 32. Hình số 32 là có 5 cây cẩm báo. 5 cây cẩm báo này thì một cây đang nhú nụ này. Và hình này em bán với giá là 90.000 ạ. 90.000 cho cái lô cẩm báo này cô chú anh chị được một giò to đẹp luôn. 33 là một giò dáng hương tam bảo sắc, thân rất là đanh, cứng, đẹp. Hình này em bán với giá là 200.000. Giò này có 4 thân tam bảo sắc rất là đẹp. Tiếp theo hình 34 có 5, một giò 5 thân tam bảo sắc này. Đó, được thưởng thức hoa thì phải là hương của nó thì phải nói tuyệt vời luôn. Cái giò này em bán 220. Tiếp theo là hình số 35, em bán với giá là 180.000. Và hình số 36 em cũng bán với giá là 180.000 này. Và tam bảo sắc số 37 em cũng bán với giá là 180.000 ạ. Và 38 em bán với giá là 180 nhé. Và bên này sẽ là những cái bảng long tu xuân. Hàng hiện tại đang bắt đầu xuống hết lá rồi. Và như trước Phật bà thì cô chú anh chị thấy rồi ạ. Cứ phải xuống hết lá thì nó mới cho hoa này. Hàng này giò này cũng khá là nhiều thân hoa đấy ạ. Cái hình này em bán với giá là 160 nhé. Đây, hình 39 ạ. Hình 40 em cũng bán là 160 này. Hình 41 với giá cũng là 160. Hình 42 với giá cũng là 160.000. Long tu xuân ạ, hình 43 này với giá cũng là 100, hình 43 là 170 nhá. Và bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ, thân siêu nù đẹp. Cô chú anh chị nhìn này, ngắm thân không đủ mê rồi. Mỗi một chậu như vậy một thân thì căng mướt luôn. Thân nào thân đấy nó phải to hơn cái ngón tay cái. Và hàng ngày thì có lẽ chơi vào những ngày Tết thì hoặc là đầu xuân thì có lẽ là một trong những dòng lan phải nói là đáng chơi và đáng sưu tầm nhất. Bởi vì sắc hoa đỏ của nó tượng trưng cho cái sự may mắn, tài lộc cũng như là ấm cúng. Cái hình số 44 em bán với giá là 110.000. Cái chậu này là một thân cao với cả hai thân thấp ạ, 110.000. Tiếp theo hình 45 cũng là một thân cao với cả hai thân thấp. Cái giò này em bán với giá là 140.000. Thân rất là to mập luôn, một cái thân này này.
Hình tiếp theo thì 46, em bán 110.000 này. Một thân cao nú với hai thân thấp mà rất là mập luôn. Và tiếp theo hình 47, một cái thân siêu to khổng lồ luôn, cái ngón tay cái của em không là gì luôn ạ. Một cái thân vô cùng là to và hai cái thân bé dưới này này, cô chú anh chị này. Riêng hai cái thân vừa thấp thấp như thế này thôi mà vô cùng là nù luôn, vô cùng là đẹp luôn. À, cái hình này em bán với giá là cái chậu này 47 ạ. Em bán là 130. Tiếp theo là chậu 48. Đây. Chậu 48 này. Em bán chậu 48 này với giá cũng là 130. Chậu 49 em bán với giá là 160.000. 160.000 cho chậu 49. Và chậu số 50. Chậu số 50 này. 50 này là giả hạc chấp Mỹ cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì cây này là nó bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu. Hàng thì đang chuẩn bị là nhú nụ hoa. Hàng hạc chấp Mỹ, cái chậu hai thân này em bán 150.000. Bình thường giả hạc chấp Mỹ là chậu hai thân em phải bán tầm 180. Chậu này thì mất xíu xíu cái đầu ngọn một xíu thôi. Tiếp theo là cái chậu số 51. Là cái chậu năm cánh trắng họng hồng. Chậu này cũng là hai thân bị cụt đầu ngọn một chút xíu, em cũng bán với giá là 150.000 nụ của nó. Đấy, chuẩn bị bắn nụ hết như thế này cô chú anh chị nhé. Nói chung là chơi hoa một cách trọn vẹn luôn. À, ở đây thì em xem nào. Đúng rồi, 150.000 chơi chậu này. Nó bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu. Và chậu này hai thân đẹp luôn, hai thân còn đủ ngọn luôn, nhưng mà lại bị gập gốc ở đây một chút xíu thôi. Đó. À, và cũng nụ rất là đẹp. Chuẩn bị nụ này. Hàng này thì em nghĩ rằng là sẽ chuẩn hoa Tết ấy. Đấy ạ. Mà nó bị gập ở đây nhưng mà vẫn có nụ bình thường, cũng như là lên hai mầm rất là đẹp rồi nhá. Đấy, chậu này em bán với giá là 140.000. Và tiếp theo là cái chậu số chậu này em gọi là chậu số 60. Chậu số 49, 50, 51, 52. Chậu này chậu 53 này. Chậu này 53 này một thân đang lên mầm gốc này. Cái chậu này em bán với giá là 80.000. Chậu này một thân có đủ ngọn nhưng mà nụ của nó lại bị hỏng nụ nhiều, do cái nụ của nó lớn ạ, vận chuyển hỏng nụ. Và đây là những cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh ạ, em bán với giá là 35.000 cho một gốc vũ nữ hoàng hậu xanh cho chú ý chị nhá. Hoa của vũ nữ hoàng hậu xanh thì cần hoa rất là dài và đây là hàng cây giống ạ, 35.000 cho một gốc. Và bên này sẽ là những cái con dao được rèn bằng phương pháp thủ công từ nhíp xe ô tô, và một cái loại dao này dùng chỉ có mê cô chú ý chị ạ. Con dao chiên thái chặt, chân dao chiên chặt thái này, con này em bán với giá là 150.000 cán sắt ạ. Con dao chiên chặt thái cán gỗ cẩm chỉ, chặt xương gà sườn hay là thái rất là tuyệt vời luôn. Con dao bằng thép không gỉ, con này em bán 250.000 nhá. Và một con dao cũng chuyên, con này là con chuyên thái ạ, con này bằng cán sắt em bán 140. Con dao chuyên thái cán gỗ cẩm chỉ này, con này là cán đuôi bằng ạ, con này em bán với giá là 180. Con dao chuyên thái đuôi cong, đuôi khom như thế này. Đấy, cán gỗ cẩm chỉ con em bán cũng 180. Con dao chuyên thái bằng thép không gỉ ạ, con em bán với giá 180 nhé. Và con dao bầu nhọn chuyên thái lọc được, em bán con này với giá là 120. Con dao chuyên thái lọc cực đẹp luôn, đánh nhám hai bên cán gỗ cẩm chỉ, con em bán với giá 250. Con dao quắm đi rừng nhỡ với giá là 120. Con 130, con dao quắm đi rừng to với giá 150.000 ạ. Và bên này sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Đặc sản của vùng miền Cao Bằng đây đây chị nhá. Miến rong phe đén của vùng miền Cao Bằng đây ạ. 100.000 cho một túi 1 kg, xin khô là mình 100.000. Măng mầm khô với giá là 200.000 cho một túi 1 kg và 100.000 cho nửa kg nhé. Nấm hương này, nấm hương zin chuẩn rừng luôn cô chú chị này. Một túi như vậy rơi vào một nửa kg và em bán với giá là 150.000. Và nó sẽ có khoảng tầm 9-10 sâu, cô chú anh chị nào đến 1-2 sâu em sẽ để với giá là 120.000 cho một sâu ạ. Và bên này sẽ là chè Ôn Long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng nhé. Cái loại chè mà được trồng ở cái vùng núi Phia Đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Với cái độ cao trên 1.000m2 và cái nhiệt độ thì lúc nào cũng rất là thấp. Em bán một cái túi chè như vậy có cái hương thơm rất là vị ngọt rất là đặc trưng. Em bán với giá là 180.000 ạ. 180.000 cho một túi một nửa kg. Và bên này sẽ là cái sản phẩm này là cái mộc nhĩ rừng. Mộc nhĩ rừng rất là đẹp luôn. Em bán là 80.000 cho một túi nửa kg. Bên này sẽ là táo mèo khô với giá em bán là 60.000. 100.000 ạ.
và rễ mũ tần với giá là 120, tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến là 190 nhá. Và hoàng tinh em bán với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này thì em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1 kg và rêu rừng là 50.000 nhá. Vỏ thông em có size 12, size 34 và vỏ thông vụn ạ. Bên này sẽ là cái Autonic là 10.000 cho một gói này. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một loại, Phùng Nguyễn 25.000 cho một loại, 50.000 cho một cặp. Duy đỏ 60.000 cho một ống và duy xanh là 50.000 cho một ống. Và bên này sẽ là B1 Thái 40.000 cho một lọ và B12 dạy độc cho cây 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh gian chậm có kiểm soát này, và ba loại phân bón lá. Đồng giá em bán là 30.000 cho một lọ nhé. Và liền da Mỹ Tiến 40, liền da sẹo đen là 50.000, Super 2 hormone tăng trưởng với giá 85.000 và cắt tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một hộp một lọ như vậy. Kin Kin Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn này, 25.000 cho một gói ạ. Và bên này sẽ là cái sản phẩm là dây buộc lan, em bán là 100.000 cho 35.000 cho một cái cuộn dây buộc lan. Và bên này sẽ là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Một cái túi sản phẩm như vậy được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương nhé. Một cái sản phẩm phải nói là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho cây trồng đấy ạ. Hạn chế nấm bệnh tối đa bởi vì đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi. Mà em bán chỉ có 35.000 thôi, một cái sản phẩm phải nói là chất lượng tuyệt hảo luôn. Vì giá thành thì vô cùng là rẻ. Vô cùng là rẻ so với cái chất lượng thật sự của nó, cô chú anh chị nhé. Đấy, không phải là rẻ mà không có chất lượng đâu ạ. Đảm bảo cô chú anh chị là chất lượng vô cùng luôn. Chỉ có 35.000. Nó cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối đa tuyệt vời nhất cho cây. Hạn chế nấm bệnh tuyệt vời nhất ạ. Và cái sản phẩm này thì hiện tại được rất nhiều nhà vườn người ta đang tin và sử dụng cô chú anh chị nhé. Bên này em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời luôn. Và cái sản phẩm này thì nó rất là lành tính bởi vì là nó hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị biết rồi ạ, cánh hoa hồi thì người ta có thể sử dụng nó để làm gia vị trong các món ăn, tạo độ ngọt, tạo hương vị và có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu đối với lại cơ thể. Rất là tuyệt vời luôn. Cái tinh dầu hồi này cũng vậy cô chú anh chị nhé. 40.000 đảm bảo cô chú anh chị là nó sẽ làm mùi hương của nó có thể làm cho bất kỳ cô chú anh chị khó tính nào nhất cũng phải rất là ưng về nó. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái clip của em. Và cô chú anh chị có thể cùng nhìn lại cái lô địa lan Sato rất là tuyệt vời của ngày hôm nay. Giá rẻ, chất lượng, hàng chơi hoa Tết tuyệt vời nhất, hai cái màu sắc đẹp nhất cho ngày hôm nay ạ. Và em xin phép dừng clip ở đây ạ.